Hello, tất cả các xin chào tất các bạn. Hôm nay chúng ta sang bài số 39 trong chương trình học tập chung giao tiếp. Bài số 39 có tiêu đề là Không tiễn bạn ra sân bay được. Bù nâng xung lý chi <laughs> chi chẳng là Bù nâng xung chi chi chẳng là Không thể bù nâng xung là tiễn Nị chi chi cơ trường là sân bay Chi <laughs> chi chẳng là đi sân bay Chúng ta cùng tìm hiểu những chữ Hán ở bảng ngày hôm nay. Thì thị. Ở mình biết là thế. Trong từ thay thế. Thay thế. Tại thị. Tại thị. Thay thế. Thế chỗ. Ở mình dùng chữ tại. Tại thi su leo tại. Chữ tại. Chữ là giấy. Chữ tại là túi giấy. Tại là túi sủ leo tải là túi ni lông mà chúng ta dùng túi giấy thay thế cho túi ni lông Tải thì sủ leo tải trôn dội nước xối nước đây có bộ này gọi là bộ cũng giống như bộ băng bộ thủy đấy là nước đây là trung vì ngày nay có cái từ là trung xỉ trung xỉ chúng ta biết từ xỉ này trong từ xí sổ đúng không xí lẹn rửa mặt rửa tay đó là sĩ y phụ, trông xỉ là trắng rửa trắng rửa phim đó trông xì. rú như bạn nào tên là như lấy tên này rú như theo đến hoặc là dùng để so sánh trong từ hôm nay là chính là từ pu rú pu rú không bằng nó giống như từ Giống như so sánh kém ấy, mấy hiểu ấy. Pù rú Duyện chín, pù rú, chín lín Duyện chín, pù rú, chín lín Duyện chín, viễn thân Chin là thân, duyện là xa, viễn thân Thì chúng ta hiểu là người thân ở xa Pù rú không bằng chín lín Chin, cận là gần, lín, lân Đó những người ở gần chỉnh lý cận lân là láng giềng gần thiên thiên ở bản việt là thiêm nó cũng giống như là thêm tăng ra thêm chân thiên chân thiên cũng như là chân cha chân cha tăng thêm tăng ra Xiao mau tới tạo lái, cẩy tha tựa sân chân thiên là y xe lừa chi Sẻo mau, con mèo, tạo lái, tới Chúng ta có thể dịch là sự xuất hiện, sự xuất hiện của chú mèo Sự giới dựng của chú mèo Cẩy tha tựa sân hố, cuộc sống của cô ý Đã làm cho cuộc sống của cô ý Chân thiên là y xê chi, lừa chi là thú vị vui vẻ trong cái từ gọi là tăng thêm ấy. sự xuất hiện của chú mèo đã làm cho cuộc sống của cô ý tăng thêm tăng thêm thú vị loạn loạn âm ấn việt là loạn mất trật tự bối rối hay là không yên loạn chúng ta có một cái câu mà dùng khá là nhiều ở câu thành ngữ loạn chi ba trao loạn chi ba trao loạn chi ba trao lộn xộn rối loạn loạn chi ba trao loạn lái loạn lái từ này cũng hiểu như là xong bệnh làm ẩu làm càng loạn lái suối tùy là tùy ý thuận theo suối suối biển suối biển tùy ý suối sổ suối sổ tiện tay thuận tay của suối sổ quan sang lợn mấn. của suối sổ quan sang lợn mấn. À, tôi tiện tay đã đóng cửa à, tôi随手关上了门. hoặc hoặc từ hoặc trợ có thể biểu thị sự lựa chọn hoặc trợ từ này có nghĩa là nó giống như là một đại từ xưng thay cho người hoặc sự vật. Ừ, từ này dùng cũng khá là rộng đó, trợ. Chúng ta học một số từ ghép với từ trở nữa nhé. Chỉ trở, chỉ trở, ký giả, phóng viên. Chua trở, chua trở, tác giả. Tha sư rư bao tờ chỉ trở, tha sư rư bao tờ chỉ trở. Anh ý là phóng viên của rư bao Nhật Báo. Anh ý là phóng viên của tờ báo Nhật Báo. Thì nên nói vậy. Ni chưa xem một công trợ của sự thị trợ tôi là phóng viên thưa trong từ thưa bia đặc biệt khác hẳn chuyên riêng cũng có nghĩa như là giống được này bộ này gọi là bộ, bộ ngưu nhé ngưu là con bò châu thưa nếu châu đực. thưa bia đặc biệt thưa sữa đặc sắc 你有什么特别的故事吗? Cụ, mà. Thưa biết cụ, mà. cụ câu chuyện bạn có câu chuyện đặc biệt nào không? Xin, xin, khinh, à, khinh rẻ, coi nhẹ Hoặc nó ngược lại với từ trụng nặng ấy. Thì từ này nghĩa là nhẹ Chúng ta có chinh sung, chinh sung, nhẹ nhõm, thoải mái. Sung, chinh sân, chinh sân, sưng là thanh, là âm thanh. Chinh sân là nói khẽ, nhẹ nhàng. Công oán lợ, của hẳn sung. Công việc đã hoàn thành rồi, tôi cảm thấy rất là thoải mái, hẳn chinh sung. Xía, xía, xía là giày dép. Ở ừ, máy biết là hai nó oh, hai ví dụ như là cao cân xỉa cao cân xỉa giày cao gót phí xía giày da phí xía chía kết gắn bó xây dựng các bạn thấy đây có bộ bộ mịch à, bộ mịch như là chia hôn, kết hôn, chia của, kết quả hay là trung chia, chung kết. một số từ liên quan đến chia. Chia đường phố, khu phố. Các bạn thấy đây có bộ thủ hay không? Cái phần này này với cái phần này này là một bộ thủ nhá. Đấy, hai cái đây có bộ này bộ bộ hành trong từ xính ấy, hoặc là hàng có hai cái đọc bộ hành bộ hàng cũng được ở giữa ở giữa hai chữ thổ ví dụ như là phần một chúng ta học có cái đại lộ đông tứ ấy. tung sử tạ chia tung sử tạ chia đại lộ đông tứ hoặc là quang chia quang chia dạo phố Từ này thì dùng khá là nhiều này quang chia dạo phố Tham ơn xỉ hoa y chỉ Bọn họ thích cùng nhau đi dạo phố y chỉ quang chia. Tỉnh. Ôi, bây là tĩnh yeah. An tĩnh yên lặng. An tỉnh, an, an tỉnh, an tĩnh bình yên vô sự. Nị trời tự hoàn tỉnh, hoàn hảo, hoàn an tỉnh, nị trời là ở chỗ của bạn hoàn chỉnh môi trường hoàn cảnh môi trường môi trường chỗ của bạn rất là tốt hấn hảo hoàn an chỉnh thật là an tĩnh chĩa chĩa giải cho từ giải thích nó mổ xẻ trình bày phân tách dùng từ chĩa này chỉ sự chỉ sự giải thích cắt nghĩa Léo chở Léo chở Hiểu rõ Nỉ tuổi chơi cơ tì phang Léo chở mo, Bạn có Hiểu Bạn có hiểu rõ Nơi này không chơi cơ tì phang Bạn có hiểu rõ nơi này không Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần sân xứ từ mới của bài ngày hôm nay. Thì, à, thay zoom này có thể là động từ cũng có thể là giới từ chung sĩ chung sĩ rửa hay là tráng rửa động từ rửa phim chung sĩ bù rú bù rú không bằng thiên thiên thêm loạn loạn lộn xộn loạn sở thí bao sở thí bao Sẩu là tay sổ thì bao bao là cái bao cái túi Sẩu thì bao là túi sách túi sách tay đó Sới sân tùy thân cái từ này thì nghĩa là mang theo bên mình Sới sân hỗ trợ hoặc là thưa bía thưa bía đặc biệt khác thường Chinh nhẹ chủ ý chủ ý từ này nghĩa là ý kiến sáng kiến, hóa chủ ý. Một ý kiến rất là hay. chống xin, chống xin bắt đầu lại. Bạn thấy chữ này chúng ta học rồi đúng không? Chữ này học là trùng. Ông việc là trọng đó, thì là chúng ta hiểu là nặng. Thế còn khi đọc là trùng, ông việc là trùng nghĩa là sự lặp lại. Xin là mới, chống xin nó là bắt đầu lại hoặc là làm lại từ đầu. Lĩnh ngoại lĩnh ngoại à, ngoài ra bao mính bao mính báo danh đăng ký ghi tên xía dày chia sự chia sự rắn chắc bắc chắc bền rắn chắc chắc bền chia sự kết thực chia chia Đường phố. An tĩnh an chỉnh, an tĩnh. Léo chở, léo chở, hiểu rõ, tìm hiểu. Pinh pháng, pinh pháng, pinh là bệnh, pháng là phòng, pinh pháng. Bệnh phòng, chính là phòng bệnh đó. Ý phá, chúng ta sang phần ngữ pháp của bài hôm nay. Đầu tiên sẽ là nói về sự tiếp diễn và sự tiến hành của động tác. Và sự tiếp diễn và sự tiến hành. Động tác đang tiếp diễn cũng có nghĩa là động tác đang tiến hành cho nên trợ thường dùng kèm với trợ chạy, Các bạn chúng ta bài khoảng bài bao nhiêu nhỉ? Bài 21 chúng ta học để nói về sự tiếp diễn của động tác đúng không? Thì chúng ta dùng chân chai, chân chai cộng với cộng với động từ sau cuối 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 câu có thể thêm nơ để nói về động tác đang tiếp diễn. Đó. Tha khan bao nơ anh ấy đang đọc báo, anh ấy đang đọc báo. Tha chân chai xuôi nơ anh ấy đang ngủ đúng không? Và hôm trước chúng ta đã học gọi là trợ từ động thái trợ v trợ v trợ này cũng để thể hiện sự động tác đang tiến hành nó đang tiến hành hoặc đang kéo dài kéo dài từ lúc uh, lúc bắt đầu đang kéo dài đang tiến hành thì trong cái bài ngày nay thì người ta muốn nói là động tác đang tiếp diễn cũng có nghĩa là động tác đang tiến hành cho nên là có thể sử dụng kèm cả hai cái hai cái này vào một trong một câu ví dụ như tha chừng tấn trợ nỉ nơ tha tấn trợ nỉ nơ anh ý đang đang đứng đợi bạn tấn trợ nỉ nơ ngoài biên xe trợ ủy nơ ngoài biên xe trợ ủy nơ ngoài trời ngoài kia trời đang mưa đúng không của chi tự sứ hậu tha thản trợ khán chữ nơ tôi đi thì anh ấy đang nằm anh ấy đang nằm xem tạp chí thì qua đây thì em sẽ phân tích cho các bạn có cái điểm mà Mấy bài trước cũng nói qua cho các bạn về cái trợ từ động thái này, v cộng trợ. Thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một trong những cái trường hợp mà v cộng trợ mà hay sử dụng thì chúng ta có thể áp dụng. Nó là biểu thị biểu thị tồn tại trạng thái nào đó. Thì với nội dung đầu tiên nó là ở đâu ở đâu đó tồn tại người hoặc sự vật. Ở đâu đó tồn tại người hoặc sự vật thì chúng ta sẽ dùng v cộng trợ này hoặc người chúng ta ấy, người mang hoặc đeo vật gì đó mang hoặc đeo mang theo ấy, thì chúng ta cũng dùng về chợ này thì chúng ta tìm hiểu ví dụ về công thức đầu tiên nhé đó là ở đâu đó tồn tại người hoặc vật nào đó thì chúng ta có tỷ phạm là ở đâu địa điểm cộng với động từ cộng với trợ và phía sau là tương sĩ là rắn có nghĩa là người hoặc vật và phía trước thì chúng ta cho thêm uh, lượng từ có thêm lượng từ là tua sở tồn tại bao nhiêu bao nhiêu vật bao nhiêu người đó chúng ta xem ví dụ chưa chữ sang phan trợ y bản hai ủy su chưa chữ sang phan trợ y bản hai ủy su chưa chữ sang là trên cái bàn phan trợ Phang là đặt phan trợ là là đang đặt đó y bản hai ủy su một quyển sách tiếng tìm chung đó có nghĩa là ở đâu đó tồn tại người hoặc vật nào đó thì chúng ta sẽ dùng động từ này phản trợ nào bên tiếp chúng ta tiếp tục này chiếng sang qua chợ y trang trung Quốc tỷ thủ chiếng sang trên tường qua là treo qua chợ là đang treo y trang trung Quốc tỷ thủ là một một tấm bản đồ trung quốc trung Quốc tỷ thủ. Thủ, thủ treo xử lý Chưa chợ hẳn tuột xế sẵn ở trong lớp học ở chợ là đang ngồi, đang ngồi. Hẳn ở xuế sân. À, hẳn ở xuế sân là rất nhiều học sinh. và dạng phủ định thì chúng ta thêm mấy hiệu đặt trước động từ nhé. đó, đặt trước động từ. đi pha cũng mấy hiệu động từ chợ, tua sao phủ định thì thêm mấy hiệu phía trước động từ chúng ta sang công thức thứ hai với về chợ thì với ý nghĩa là người mang hoặc đeo vật gì đó Rấn cộng với động từ cộng với chợ và cũng tương tự là tôi sợ tung sĩ ví dụ như lão sư sang sân tròn chợ ý chân chân sân à, ở đây chúng ta thấy có sang sân và xe sân đó. sang sân nghĩa là từ hông từ eo trở lên còn xe sân là từ eo từ eo đổ xuống sang sân tròn trợ tròn là mặc tròn trợ là đang mặc đang đang mang theo đang mặc là tròn trợ ý chen chân san một chiếc áo sơ mi xe sân tròn trợ ý theo chín chữ là bên dưới phía dưới, dưới thì đang mặc ý theo chín chữ là một cái váy số lì Ná trợ y bản hai su sấu lị à, trên tay Ná trợ ná là cầm là Ná trợ là đang cầm Y bản hai sư là một cuốn sách tiếng Trung sách tiếng Hán nó và cũng tương tự ở dạng bổ định Mấy hiệu chúng ta đặt trước động từ à, Chúng ta xem một vài ví dụ nhé Các bạn xem vào hình ảnh thì Các bạn cũng sẽ hình dung à, hơn Chiếng trang qua hoàn Chào phiền, đúng không ạ? Chiếng chiến sang là trên tướng quả chợ là treo Hoàn tua trọc hiên là rất là nhiều bức ảnh bức tranh Ồ, các bạn nhìn thấy gì đây là rất là nhiều ô tô đúng không ạ đang đang dừng ở dưới tòa nhà chúng ta nói sao chúng ta có thể nói là lấu xe là dưới tòa nhà thính chợ à, dừng là thính mà thính trợ Hoàn tua chưa dưới nhà đang dừng rất là nhiều xe Tha, tài trợ ý phụ diện chỉnh anh ý đang, anh lại đeo một cặp kính lượng từ của dạng trinh à, cái kính mắt ấy, dạng trinh là phụ ý phụ dạng trinh tha choa trở ý thao si trang. nó anh ấy đang mặc một bộ bộ quần áo bộ tây đúng không thì nó dùng si trang đó tha choa trở ý thao si trang. thì đó là cái điểm ngữ pháp bổ sung thêm cho các bạn vào bài ngày hôm nay. À, ngoài ra thì các bạn nhìn thấy ở cái ví dụ thứ ba này nhá, ví dụ thứ ba trong sách này, thì chỗ này có của chi sứ hậu trợ thì trong sách họ không nói và trong phạm vi về giao tiếp thì đây cũng là một phạm vi trong bài cũng không nói nhưng mà ở đây thì có ví dụ cho nên em cũng giải thích mình cho các bạn thì các bạn thấy ở đây là có động từ thứ nhất v 1 đúng không thẳng nằm mà thẳng trợ là đang nằm đúng không và lại có cả V2 nữa đó V2 như vậy chúng các bạn xét cái, cái đoạn này là thẳng trợ khan chữ nằm nếu mà các bạn dịch thì các bạn sẽ thấy là nằm đúng không đang nằm xem tạp chí đang nằm xem tạp chí thì trong cái trường hợp này động từ nào mới là động từ chính cái hành động nào mới là động hành động chính hành động uh, nằm hay là hành động xem hành động chính Đúng rồi, hành động xem tạp chí mới là hành động quan trọng, đúng không ạ? Cậu ấy đang xem tạp chí mới là hành động quan trọng. Chỉ là xem tạp chí trong cái trạng thái nào? Trạng thái nằm hàng ngồi. Đó, thì cậu này xem tạp chí trong trạng thái trạng thái nằm, cho nên là sẽ dùng thẳng trợ thẳng trợ khan V1 cộng trợ cộng với V2. Thì đây là một cái điểm mà một cái điểm mà các bạn cũng có thể nốt thêm và giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là thẳng trợ khan V1 trợ V2. V2 nó là mới là động từ chính nhá v một thì là cái cách thức cái hình thức ok chúng ta tiếp tục sang phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay dùng PURU để so sánh thì chúng ta đã học về so sánh rồi đúng không thì chúng ta có cái so sánh kém đó. thì chúng ta dùng từ mấy giờ thì ngoài ra thì trong bài ngày nay người ta giới thiệu luôn cho chúng ta là có thể sử dụng với PURU thì nó cũng giống như mấy giờ thì chúng ta xem ví dụ bù rú tha cao là hai ý sợi phím là trình độ tiếng trung trình độ tiếng trung của tôi không không có cao bằng anh ý Đó. chúng ta cũng thể nói là ủa tớ hai ý sợi phím mấy ở tha cao cũng được chưa gặp phán chiên bù rú là gặp phán chiên can chỉnh căn phòng này không sạch sẽ bằng căn phòng kia là gặp phán chiên và trong bài ngày hôm nay thì S thấy là cũng có một vài câu mà có dùng chạy và yêu Thì trên bản thì S cũng phân tích lên cho các bạn mà Chạy và yêu nó khác nhau ở điểm nào Thì các bạn thấy là chạy cũng thể hiện hành động lặp lại Và yêu cũng nói về hành động lặp lại Hai cái này đều nói về hành động lặp lại Cho nên là sẽ có bạn mới học thì có thể sẽ bị nhầm lẫn Nhưng mà với chạy là hành động đó chưa xong hoặc sắp xảy ra trong tương lai nhé. Chưa xong hoặc sắp xảy ra trong tương lai. Còn yêu thì hành động lặp lại đó đã xảy ra, đã hoàn thành. Đấy. Đây là cái điểm cái điểm khác nhau khá là dễ nhớ và khá là đặc biệt. Yêu đó là đã xảy ra, đã hoàn thành, còn chạy là chưa xong hoặc là sắp xảy ra trong tương lai. Còn tiếp theo thì với chạy là biểu thị ý nguyện hoặc yêu cầu chủ quan còn hiệu là trần thuật khách quan bởi vì là đã xảy ra rồi đã hoàn thành cho nên nó chỉ là trần thuật khách quan thôi Đây, chúng ta xem một vài ví dụ nhé Chính thiên của chị tha lợ Ủa sẵn mình thiên trai <laughs> chị Hôm nay tôi đi thăm cậu ý rồi Ủa sáng tôi muốn mình thiên Ngày mai Tôi nghĩ ngày mai sẽ đi tiếp đúng không ạ Trai chị Vì hành động này chưa xảy ra Chưa có xảy ra

thì cái hành động này cũng chưa có xảy ra đúng không và biểu thị ý nguyện hoặc yêu cầu chủ quan nên chúng ta xem xong ví dụ này nhé phóng hiệu chúa thiên lái kha quả lợ chiên thiên yêu lái lợ bạn hôm qua cũng đến thăm tôi chiên thiên yêu lái lợ hôm nay lại tới nữa rồi nó sở chúa thiên mấy lái sang cửa chiên thiên yêu mấy lái Tiểu Vương hôm qua không có lên lớp, Trình thế yếu mà lại hôm nay lại lại không lên lớp. Lão sư yêu chẳng lợi ý biển chưa vậy? Yêu chuyện lợi, ừ. các bạn thấy có chữ lơ, thể hiện tính hoàn tất. Thầy giáo, à, thầy giáo lại giảng lại một lần nữa, Về bài tập. Hân cao sinh của mình yêu chuyện miệt lợ, hân cao sinh của mình yêu chuyện miệt rất là vui chúng ta lại gặp nhau rồi. Đó, thì tất cả những hành động này đều đã xảy ra, đã hoàn thành. Chúng ta dùng hiệu. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về phần chữ Hán của bài ngày hôm nay, cũng như là phần từ vựng, phần ngữ pháp. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xong phần mẫu câu và đoạn hội thoại của bài. 285 Ní chuẩn bây tớ chảy giang lợ. Ní chuẩn bây tớ chảy giang lợ. Bạn đã chuẩn bị như thế nào rồi? Chuẩn bị động từ. Còn hết chảy giang Nì hãy ở sớm ở mấy bàn thật sự, bạn có còn sự là sự việc, bạn có còn việc gì, vẫn chưa làm mấy bàn thật sự, bạn có còn việc gì chưa làm. Ủa khởi, ủa khởi Thì, nì bàn, tôi có thể làm giúp bạn, chúng ta sẽ nói là thi nì bàn, đó, thi nì bàn. Ủa chung xỉ lợi lẻng cờ, treo trọn, lái trí chỉ lợi. Chung chỉ là lệnh cơ chào chọn, tôi đã rửa hai cuốn phim. Lái bù chí chỉ là không kịp, không kịp lấy về, không kịp lấy rồi. Ủa chân tấn trợ nị nữa, Ủa chân tấn trợ nị nữa. Tôi đang đợi bạn đây. Chân tấn trợ nị nữa. Nị tới tương sĩ sâu sự hảo Nghĩ tới tương sĩ sâu sự hảo lâu Đồ đạc của bạn đã thu xếp xong chưa? tương sĩ đồ, sơ sự hạo, thu dọn xong. Sơ sự so, so hạo nữa mà đã thu dọn xong chưa? Chủ mến cân chạy cha mà phá sự Chưa sự tố. Chủ mến cân chạy cha bù yàng, đi xa, là đi xa hoặc là ra ngoài. Chạy cha ở nhà, ra ngoài và ở nhà, hoặc là ra ngoài không giống như ở nhà. Đó, mà phá sư chưa sư tua Má phán phiền phức sư là chuyện Chưa sư tua là nhiều chuyện phiền phức lắm Sư cờ xẻo bao Bù rú lẻng cờ ta bao hảo Sư cờ xẻo bao là bốn cái túi nhỏ Lẻng ta bao là hai cái túi lớn Bốn cái bao nhỏ không gọn bằng hai cái bao lớn Hoặc là bốn cái bao nhỏ không không tiện bằng hai cái bao lớn thì chúng ta sẽ nói vậy. Sự cực xẻo bao, pu rú, lẻ cớ, ta bao, hảo. Yêu cái nỉ thiên má phán lợi, yêu cái nỉ thiên má phán lợi. Lại thêm phiền phức cho bạn nữa rồi. Yêu cái nỉ thiên má phán lợi, thêm phiền phức, thiên má phán Và chúng ta sang phần khôi họa. Hội thoại thứ nhất giữa, Hoàng Lán, Mã Ly. Nếu chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta tôi lo nhau. 路上要用的东西放在手提包里，这样用起来方便。对，我随身带的东西不太多，两个箱子都已经托运了。真抱歉，我不能送你去机场了。没关系，你忙吧。你还有什么没办的事？我可以替你办。我重洗了两个教卷，来不及去取了。 Xin chí liệu hỗ trợ xin chí thiên Ủa thi nị trí trí hâu trí cái nị Chuẩn bị tới chấm mấy đoạn Chuẩn bị đến đâu rồi Ủa chân sâu sự tung xin nữa Tôi đang thu dọn hành lý đây Nhìn khán, bạn xem Tua loạn là Đây có tua À cộng với tính từ Cái gì đó biết bao Tua loạn lạ à, nghĩa là Cũng hiểu như là rất là loạn ấy Loạn Thật là loạn Rất là loạn Lu sang yêu dung tung si là những đồ mà dùng ở trên đường. Phạm trai sầu thí bao lý, phạm trai để ở trong túi sách tay, sổ thí bao lý. Chờ rằng dùng chỉ là phạm biện, như vậy thì khi dùng sẽ rất là thuận tiện. Dùng chỉ lại thì chúng ta cũng hiểu là khi dùng nhé. dùng chỉ lại. Tuổi đúng. Của sơi sơn tai tại si thai trên người thì những đồ mà mang theo trên người ấy, thì cũng không có nhiều bố thai tua lẻng cái sang chữ tàu ý trên thua y lợi có hai cái vali thì đều đã ký gửi rồi trên bao chuyện thật là ngày nãy ủa bù nóng xung nịt chi chị chẳng lợi tôi không thể tiễn bạn đi sân bay được rồi mấy con sĩ nỉ máu bạn không không sao bạn cứ bận đi Nị sớm mấy thi ban. sớm mấy thi Bạn còn có chuyện gì mà chưa có làm xong mấy ban tự sử. Wǒ thi nị <Nhạc> bạn, tôi có thể làm giúp bạn, thay bạn thi bạn, ban. Wǒ chung xỉ lợi liảng cờ trao bố trí trị lợi. Chung xỉ lợi liảng tôi đã... Giữa hai cuốn phim lái bố trí chi chỉ là không kịp đi lấy xin chi liệu hỗ trợ xin chi thiên của thi nị chi chỉ thứ bảy hoặc là chủ nhật hoặc là chủ nhật tôi sẽ đi lấy giúp bạn ra hâu chi cái nị sau đó gửi cho bạn và chúng ta sang đoạn thoại thứ hai giữa ta quay và liếu trinh nị lái lợi của trường tấn trợ nị nữa nị tới tung si sâu si họ lơ 马马虎虎，这次坐火车要坐飞机，特别麻烦。是啊，出门跟在家不一样，麻烦事就是多。这几个包都是要带走的吗？是的，都很轻。四个小包不如两个大包好。好主意，我帮你重新弄弄吧。又给你添麻烦了。拿的话，另外要收。 Dẫu ở tớ xin chính ní chọn kế hoạ Mấy vấn thí Nì lái lợi bạn tới rồi Ủa chẳng tấn trợ ní nữa Tô đang đợi bạn đây Nì tớ tương sĩ xuất sự hảo lơ ma Những đồ đạp của bạn đã Thu xếp xong trước Má mạ khu khu Má mạ khu khu là cũng tạm tạm rồi chưa Chứ chứ chua hổ chơ Yêu chua phê chi Thừa bị mạ phạm Lần này Ngồi xe tóc họ Sau đó lại ngồi máy bay thưa bìa má phạn rất là phiền phức xưa thế độ đúng vậy chú mở cần cha cha bù yang ra ngoài không giống như ở nhà mà phải sự chưa sư tua rất là nhiều chuyện phiền phức chơi chỉ cửa bao tơ sư yao tay chảo tạ má mấy cái túi này chỉ cửa bao mấy cái túi này đều là cần mang cần mang đi theo đúng không sư tự tơ hoàn trinh đúng thế đều rất là nhẹ sư sở pu cờ ta bao hảo bốn cái túi nhỏ thì không có gọn bằng hai cái túi lớn hảo chú ý ừ, ý kiến hay ủa pa nỉ chúng xin nung nung bạn tôi sẽ làm lại giúp bạn chúng xin nung là làm lại yêu cái nỉ thiêm mà phá lợi lại làm bạn phiền phức rồi nó tạo họ ừ, làm gì có không có gì lên ngoài ngoài ra yêu sư yếu của tự xin chính lý choáng cái tôi. Uhm, nếu mà, giáo sư, nếu mà dấu ở tự xin là có thư của tôi, xin hãy gửi lại cho tôi. Chính lý chuyển cái gọi xin hãy gửi lại cho tôi. Mấy vấn thí, không có vấn đề gì. Và chúng ta sang phần sân thi hỏi của trạng. Xin chi liệu hỗ trợ xin chi tiên. Xin chi liệu hỗ trợ xin chi tiên. Ở thi này chữ chữ chào thứ bảy hoặc là chủ nhật tôi sẽ đi lấy treo chọn cuộn phim tôi sẽ lấy phim giúp bạn xin chi liêu hỗ trợ xin chi thiên cửa cửa thi của bao mình cửa cửa thi của bao mình đó là anh trai sẽ đăng ký hoặc là báo danh giúp tôi thay tôi của thi mama chia rấn tôi sẽ đón khách giúp mẹ của thi của treo tiền phẩy mà bạn của tôi sẽ nộp tiền thay tôi sẽ nộp tiền điện thay tôi của thì tao quay chỉ trao phiền tôi sẽ đi lấy ảnh giúp David thì các bạn thấy là ở đây có giới từ thì giới từ này nó cũng giống như giới từ cậy đúng không các bạn đúng không chính xác rồi cậy và phía sau sẽ là động từ sư cờ bao bù rú lẻng ta bao bù có nghĩa là bốn cái túi nhỏ thì không tốt bằng hai cái túi lớn đó giống như so sánh so sánh kém Chờ chủng xía bù chủng xía chia sự chia sự chia sự nghĩa là bền chắc loại giày này không có chắc bền bằng cái loại giày kia Chờ theo chia bù theo chia an chỉnh uhm, có khu phố này có con đường này khu phố này không có yên tĩnh bằng con đường kia. Chờ trùng trà. bù rú là trùng trà hào hưa Loại trà này không có uống ngon bằng loại trà kia. Thì chúng ta dùng pù rú cũng như à, mấy hiệu. Nhi hãi ở mơ. léo chia tự chính khoảng. Ủa khởi thi chia sọ. Bạn còn chuyện gì mà còn chưa hiểu rõ thì tôi sẽ giúp bạn giới thiệu. Tôi sẽ giới thiệu giúp bạn hãy ở sớm mơ bộ tổng thực chữ Bạn còn có từ nào mà không hiểu? Từ nào không hiểu, tôi sẽ dịch giúp bạn. Này, hãy ở summer mấy mãi tại tổng sĩ của khởi bảng để phát nhịp. Bạn có đồ nào mà chưa mua được? Thì tôi sẽ mua giúp bạn. Ở châu Trinh, bình phán khăn thang tại xứ Hâu, thang trọng ăn chân tới thẳng chợ nó. Ở chỗ chim bình phán khăn thả đợt xứ hậu là khi mà tôi đi vào trong phòng để thăm anh ý. Phòng bệnh để thăm anh ý. Tha chân an chân tới thẳng chợ nó. ăn chân tới thẳng chợ nó. ăn chân tới tháng chợ nó. Có nghĩa là đang nằm yên tĩnh. Lý khai chơ hãy ở ở phân chung. Ở lái bụi trí hồi chi quan trọng hồ lợ mà phán nị thi của qua ý sợ ừ, câu này chúng ta sẽ hiểu là lái xe vẫn còn 20 phút nữa lịch lịch hai chơi hai hiểu ở sự văn chung Nghĩa là 20 phút nữa thì lái xe mới tới nơi đó cậu này đang đi đang đi trên đường đang lái xe của lái bố trí hỏi chị quan cho khu lợi tôi có không kịp về nhà để đóng cửa sổ rồi mà phán nỉ thi của quay sợ làm phiền bạn là đóng cửa giúp tôi họ thi của quay sợ như vậy là chúng ta đã hoàn thiện bài ngày hôm nay. Các bạn nhớ ghi chép lại và có vấn đề gì không hiểu thì các bạn có thể họp vào nhóm để chúng ta có thể là trao đổi, giúp đỡ nhau, học tình chung tốt hơn. Xin chào tạm biệt.